Gói hỗ trợ 62.000 tỷ chủ yếu từ ngân sách nhà nước, trung ương và địa phương trong bối cảnh thu ngân sách năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn. Tránh bị lợi dụng hoặc trục lợi chính sách là điều mà những cơ quan có trách nhiệm lo lắng nhất để làm sao những đồng tiền này đến được đúng địa chỉ và không có những hình ảnh xấu xí sau mỗi lần hoạn nạn của đất nước. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ với phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC về câu chuyện này. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa ông, vừa qua chính phủ đã thông qua gói an sinh xã hội lên tới 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ những người dân ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19. Theo ông, gói hỗ trợ này đã bao phủ toàn diện những đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 hay chưa? Để chúng ta đã xử lý cho 7 nhóm đối tượng. Trong đó có 6 nhóm là trực tiếp và 1 nhóm là gián tiếp thông qua doanh nghiệp. Mặc dù 7 nhóm đối tượng như vậy, nhưng mà có lẽ tôi cho rằng là cũng có thể có những nhóm đối tượng sẽ không nằm trong 7 nhóm đối tượng này. Vì thế cho nên trong quyết định của chính phủ dự thảo quy định một cái nhóm, tức là giao cho chính quyền các địa phương rà soát lại nếu những người nào không thuộc trong 7 nhóm đối tượng này mà có mức thu nhập giảm sút sâu, không đảm bảo nhu cầu mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ thì dùng ngân sách địa phương để xử lý và báo cáo chính phủ sau. Điều này rất là đúng. Cho nên chúng ta tin tưởng rằng với cái chính sách này, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước thì chúng ta sẽ bao phủ hết được các cái nhóm đối tượng. Tinh thần nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong đảm bảo đời sống của người dân được thể hiện như thế nào qua gói hỗ trợ này, thưa ông? Cái gói 62.000 tỷ đây là một quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước, của chính phủ. Nhưng không thể 62.000 tỷ này chúng ta xử lý được hết cái khó khăn gian khổ này. Trong chính sách của chúng ta có chính sách rằng là nếu doanh nghiệp chi trả 50% tiền lương tối thiểu 1.8 triệu cho một lao động ngừng việc không có việc làm thì nhà nước cho vay không lãi suất, không thế chấp để trả thêm 1.8 triệu để người lao động có 3.6 triệu, tức là bằng cái mức lương tối thiểu vùng. Còn người lao động cũng phải chia sẻ với doanh nghiệp và nhà nước. Anh mất việc làm, anh đi tìm việc khác để anh đảm bảo cuộc sống của anh trong khi khó khăn này. Cộng đồng xã hội thì chúng ta thấy rõ rồi. Làm gì có cái đất nước mà có một cái thùng gạo mà ai đến lấy 3 cân thì cứ lấy. Và tự nhiên người ta mang gạo đến, người ta đổ vào cái kho đó mà người ta cũng không cần nêu tên nêu tuổi là ai. Thì đó là một cái tinh thần chia sẻ cộng đồng. Tất nhiên trong lúc khó khăn này, nhà nước phải là bà đỡ có tính chất quyết định hơn. Vâng thưa ông, vậy làm thế nào để triển khai chính sách một cách công khai, minh bạch, kịp thời và tránh sự trục lợi? Cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội có liên quan đến vấn đề đối tượng bảo trợ xã hội người có công. Chính quyền địa phương thì là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cái đối tượng lao động tự do. Doanh nghiệp thì những người làm việc mà bị mất việc làm nhưng không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm lập. Đối với các cơ quan quản lý, trước hết anh phải làm tròn trách nhiệm, lập danh sách, thanh tra, kiểm tra và xử lý. Còn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp thì phải tham gia cùng với chính quyền để giám sát, kiểm tra. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Chúng ta mới thực hiện được một cái chủ trương rất quan trọng của Đảng và Nhà nước chúng ta. Người dân chúng ta cũng nên có trách nhiệm. Mình chưa khó khăn đừng nhận làm gì. Và mình thấy người khác làm không đúng, đề nghị vận động là đừng có làm như vậy. Chia sẻ đi. Chúng ta tập trung cho 20 triệu người đang có khó khăn giảm sâu trước mắt này để chúng ta giải quyết vấn đề xã hội. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình.